nguồn năng lượng mà để tôi xuống núi để tôi học thiền ca chính là cô Huyền Anh. Ở cô tôi cảm nhận được cái nguồn năng lượng của cô rất là tuyệt vời, nó là năng lượng đỉnh cao đấy ạ. Bởi vì tôi là cái người dân tộc, tôi cảm thấy là tôi rất là thích ca hát, nhưng bản thân mình lại cảm thấy là rất là tự ti và rụt rè. Và khi tôi biết đến cô Huyền Anh thì tôi cảm giác là đây chính là cái người thầy của mình, để có thể giúp mình học tập để mà xóa bỏ những cái rào cản, những cái giới hạn của bản thân. Và chính vì thế tôi quyết định tôi xuống núi để tôi học về thiền ca, tham gia vào cái câu lạc bộ doanh nhân thiền ca. Và tôi cũng mong muốn rằng là tôi cũng sẽ mang cái thiền ca về bản của tôi. Phút giây hiện tại, thiên ca, chúng tôi hạnh phúc.